Xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây guitar Classic Yamaha nha. Đàn rất đẹp, Yamaha Nhật. Cây này là G85D. G85D sản xuất tại Nhật nha anh em nha. Cây đàn đẹp nha, một cái đàn lâu năm mà, cái đàn này rất nhiều năm rồi. Nhưng mà ngoại hình nó rất là đẹp luôn nè. Anh em nhìn vào chỉ biết là một cái đàn đã qua sử dụng thôi, hoàn toàn là ngon lành hết nha anh em nha, đẹp luôn. Đó, ở đây nó có hơi nước xước nhẹ nè, xước nhẹ đây. Không ảnh hưởng gì đến chất lượng đàn luôn nha anh em. Đặc biệt ở cây đàn này, cái lực tiếng nó rất là mạnh luôn anh em. Mình chơi rất là nhiều cây Yamaha dòng G rồi, nhưng mà cây này mình cảm thấy cái âm nó cực kỳ hay và nó nổ, nó dày tiếng hơn những cái cây mình đã từng chơi, đã từng test qua nha anh em nha. Anh em nào theo dõi clip mình lâu thì biết có rất nhiều cây Yamaha dòng G mình giới thiệu với anh em, nhưng mà hiếm có cây nào được cái âm như cây này lắm anh em. Có nhiều cây series nó cao hơn luôn nha anh em, series 120, 150, thậm chí series 200, nhưng mà âm nó vẫn không được như cây này. Đặc biệt cây này âm nó nổ hơn những cây bình thường mà mình đã từng test qua, mình từng kiểm tra qua nha anh em nha. Âm cực kỳ hay luôn, âm rất là hay, rất là dày tiếng nha. Đàn này ngoại hình đẹp, chất lượng tốt, âm hay, giá mình đang bán là 2.200.000. Nếu mà nó không lướt xước nhẹ chỗ này thì có thể giá nó cao hơn nhiều nữa anh em. Lướt xước nhẹ lên, lát mình quay gần cho anh em coi nha. Còn lại là hoàn toàn không lỗi lầm nha anh em nha, đàn ngon lành, chất lượng hết. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Đây tổng quan cây đàn. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Anh em coi gần mặt tốp của đàn đẹp hết nha anh em nha. Mình để lâu cho anh em ngắm nghía nè. Đẹp hết nha. Tem đàn G85D. Eo đàn là cái chỗ lướt xước này nãy mình nói anh em nè. Nó giống như có cái kim quẹt vài đường ở đây nè. Vậy thôi nha, không hư hỏng, không lỗi lầm gì hết. Rồi còn lại nó vẫn là một cây đàn đẹp. Đó, đẹp hết. Dấu tay mình nè, mơm vô nãy giờ dấu tay. Rồi, cần đàn, mặt cần khóa ngon lành luôn em, lưng cần cũng ngon luôn, đẹp hết luôn nha. Ok, đo cái action cho anh em coi. Dây số 1 thấp hơn chuẩn, miếng chuẩn thì nó cao lên dày đúng không anh em, thấp hơn miếng thì mình chơi nó êm tay hơn nè. Dây 6 nè, đúng rồi, là nâng lên dày nha, thấp dày thì nó êm tay lên miếng. Rồi test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tẹt, không lỗi, không hư hỏng phím nào hết. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mập của đàn nha, âm cực kỳ hay luôn. Đây nhìn nó có lướt xước miếng nè, lướt xước miếng. Hay luôn nha anh em. So với những cây dòng G mà mình đã từng chơi thì cây này là cực kỳ hay luôn anh em. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp, giá chỉ có 2.200.000 thôi anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.